Ngày 27 tháng 8, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên xảy ra tại công ty cổ phần Yên Phước, công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hãng Dương và các đơn vị có liên quan. Đồng thời, ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với 12 bị can, trong đó có Châu Thị Mỹ Linh, giám đốc công ty cổ phần Yên Phước, trú tại quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Bùi Hữu Thanh và Bùi Hữu Giang, cùng trú tại phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, Quảng Ninh. Kết quả điều tra xác định Châu Thị Mỹ Linh, tổng giám đốc công ty cổ phần Yên Phước, cùng với Bùi Hữu Thanh, Bùi Hữu Giang là người điều hành công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương lên kế hoạch tổ chức đường dây khai thác, mua bán hàng triệu tấn than trái phép tại mỏ than Minh Tiến tại xã Minh Tiến và xã Na Mau, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, thu lợi bất hợp pháp hàng trăm tỷ đồng. Chính bị can còn lại gồm Hà Anh Tuấn, nguyên giám đốc công ty Đông Bắc Hải Dương, Bùi Mạnh Cường, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương, Ngô Đăng Hải, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương, Nguyễn Quang Thuyên, nhân viên công ty cổ phần Yên Phước, Doãn Thị Định, nhân viên kế toán công ty cổ phần Yên Phước, Bùi Hữu Thương, quản lý bãi than thuộc mỏ đá núi voi của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương, Bùi Hữu Khoa, quản lý khai thác than của công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Bắc Hải Dương, Đỗ Thị Luyến, nhân viên công ty cổ phần yên phước nguyễn tuấn anh kinh doanh vận tải sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh trên cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã thi hành các quyết định và lệnh trên đúng quy định pháp luật